Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Thì dạo này mình hay nhận được comment trên YouTube và trên TikTok bảo mình rằng là những con máy mà hỏng Face ID, hỏng Touch ID, hỏng màn, thay màn linh kiện vào hoặc là máy rơi ép kính thì dùng làm gì, vứt đi chứ dùng làm cái gì. Đấy, và mình đang iPhone 4S nên để bán ấy, thì có mấy bạn vào comment bảo iPhone 4S giờ bán cho chó. Thật sự mình rất là đau lòng vì những cái comment đấy. Phải bạn giàu thì giàu thật, nhưng mà khi bạn nghèo vì ý thức. Mà có khi bạn đang dùng máy có khi còn trả khóp, hiểu tinh tướng. Mấy cái ông tay nhanh hơn não, hiểu. Thế chả nhẽ những con máy hỏng cái là mang vứt đi hết à? Thế chả nhẽ cứ hỏng cái mang vứt đi hết à? Một con máy bây giờ, ví dụ con Ian Max mà hỏng Face ID thì nó rẻ hơn con kia khoảng 3 triệu. Nó đáng đồng tiền chứ tiền nào thì của đấy. Bạn có tiền thì bạn xài máy ngon, hiểu không? Còn những người ta không có tiền, ta không cần cái chức năng đấy, người ta chấp nhận mà tiền rẻ đi. Thế nhưng mà hai người cùng mà làm rơi, hai người cùng làm mất thì cái thằng 12 triệu phải thiệt hơn thằng 9 triệu chứ. Bạn hiểu không? Chứ chắc bạn là người thông minh không? Nhiều người ta có tiền ấy, nhưng người ta dùng, người ta bảo thôi dùng con này cũng được. Tốc độ vẫn như nhau, chỉ mỗi tội hỏng cái Face hoặc là màn linh kiện một tí, người ta chấp nhận. Còn bạn kiểu nhiều kiểu xí tuét hiểu không? Tiền thì đeo có, tích góp vài tháng mới mua được con điện thoại. Ra quán nước có vài chục bạc, có khi còn nhường nhau giả tiền, hiểu không? Xí tuét. Thì còn iPhone 4S mình nói này, bao nhiêu cây mình cũng bán hết. Mà mình bán toàn cho đại gia mua 5-7-10 cây này. Liền hiểu không? Người ta về người ta dùng tay trái, người ta dùng iPhone 4S, tay phải người ta dùng 12 Pro Max, hiểu không? Cái máy đấy người ta dùng máy để nghe gọi, thay mà dùng máy để sưu tầm, cái khoe gì cái con đấy. Cái ông Việt Nam mình nhiều khi mắc cái bệnh rồi nè. Điện thoại thì đi mua trả góp, hiểu không? Nhưng vào thì nói như bố đời. Đã đến tháng rồi có khi bục mặt ra còn đéo có tiền đóng giả. Bình thường một con máy 12 triệu cấp bố đi mua trả góp, thanh toán xong toàn thành 13-14 triệu. Hiểu không? Bệnh sĩ mà. Bệnh sĩ chắc chắc bệnh tim, hiểu không? Thế mình khuyên thật các bạn như này, dùng thì nó đủ chức năng thôi, không ngoài gì cái điện thoại đâu nhá. Đấy, quan trọng này thì dùng cái điện thoại với mục đích gì, hiểu không? Với mục đích gì, có ra tiền hay không. Nhiều như ông comment như thế, toàn như ông chắc được ba cái đồng lương về tinh tướng, hiểu không? Người có tiền và có trí thức người ta không có comment như thế. Bởi vì có những người mình bán hàng, có những cô chú bác này dồn dậy 3 tháng mới mua được con điện thoại của mình, mà thậm chí mua về cho con điện thoại cho con học còn phải tìm những con 1 triệu, những mấy trăm nghìn, không lắp được sim được, chỉ cần bắt wifi để cho con học thôi. Người ta ở nông thôn làm gì có tiền, không comment tinh tướng. Mà nói thật, nếu comment đấy nhìn lại xung quanh anh chị em cô dì chú bác nhà công đã có tiền mà xài chưa, nhiều khi đẹp trắng cũng chưa chắc đã mua nổi. Tinh tướng, rồi hạ cái giọng xuống nhá, đừng có nói phép. Thế thôi, chào anh em nhá.